nè, A3CL3 nè, CL của điện phân đúng không? Mà Điển nói là cái dung dịch sau điện phân là không làm vi tính đổi màu. Mà cái dung dịch sau điện phân mà không không làm vi tính đổi màu thì dung dịch sau điện phân phải gì con? Không được chứa axit, không được chứa ba. Bây giờ thứ tự điện phân ai? Điện phân đầu tiên xét thứ tự điện phân nào? Cô sẽ có A3CL3 điện phân đầu tiên. Rồi gì con? A3CL2. Được chưa? Ion A3 cộng là ion yếu nhất, có tính đối xóa mạnh nhất trong cái lô này. Cho nên là ion cái hợp chất A3CL3 sẽ điện phân đầu tiên. Đồng ý chưa? Về khi A3CL3 điện phân xong thì trong dịch còn lại gì? Còn lại HCl nè, còn lại CuCl2 nè, còn lại NaCl nè. Còn axit là quỷ tím hết đó. Cho nên tiếp tục điện phân tiếp. Ai điện phân tiếp theo con? Đúng rồi, CuCl2. CuCl2 điện phân đá gì con? Điện phân ra Cu cộng Cl2, đúng rồi. Lúc này trong dịch còn lại gì? HCl với NaCl. HCl điện phân đá gì? H2 cộng Cl2. Lúc này hết ra xích chưa? Lúc này hết ra xích gì không? Hết. Hết ra xích. Hết xích thì trong dịch lúc này chỉ còn lại gì thôi? Còn muối nào? Còn lại muối NaCl với gì nữa? A3CL2. Mà con biết là muối A3CL2 làm vi tính hóa gì? Hóa đỏ. Muối của axit yếu và ba giơ mạnh. À, muối của axit mạnh và ba giơ yếu. Fe-NaCl là muối trung tính nên không làm vi tính. Hóa đỏ xanh dễ, nhưng mà Fe-CL2 là muối của gì? Muối của axit mạnh ba giơ yếu là làm vi tính hóa, hóa đỏ. Cho nên tiếp tục Fe-CL2 điện phân tiếp. Nhớ nghe, lúc đầu không có A2CL2 nhưng mà nó được tạo thành từ đâu? Được tạo thành từ đâu con? Ừ, từ do điện phân A3CL, CL3. Đúng chưa? Lúc này trong dịch chỉ còn lại gì thôi? NaCl, mà NaCl có trung tính chưa? Trung tính. Như vậy chúng ta sẽ muốn cho dung dịch sau điện phân mà quỳ tím không đổi màu thì chúng ta sẽ điện phân vừa hết gì? Vừa hết A3CL, CL2. Cô điện phân tiếp NaCl được không? Con biết điện phân NaCl lẫn đá gì? NaOH. Khí Cl2 với nước. Mà NaOH là dung dịch kiềm làm vi tính hóa gì? Hóa xanh. Cho nên chỉ điện phân tới hết Fe2Cl2 là xong. Thì cái đó dung dịch sẽ không đổi màu.